Thưa quý vị và các bạn, chỉ một ngày sau khi bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới thì Biển Đông lại đã hứng thêm cơn bão số 8. Trong những ngày tới thì khu vực này có thể đón thêm cơn bão hoặc là áp thấp nhiệt đới mới. Và điều này khiến cho miền Trung của nước ta phải đối mặt với nguy cơ của một đợt mưa lớn cực đoan trong 7 ngày tới. Dù vậy, các chuyên gia khí tượng nhận định không có khả năng miền Trung lặp lại mưa lũ lịch sử như năm ngoái. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 10 là thời điểm xuất hiện áp thấp nhiệt đới và bão nhiều nhất trong năm. Vì vậy, việc các cơn bão vào Biển Đông liên tục thời gian này là theo quy luật. 3 tháng cuối năm nay, lượng mưa tại Trung Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm, từ 30 đến 50%. Dù vậy, không có khả năng miền Trung lặp lại mưa lũ lịch sử. Trong 10 ngày tới, mưa lớn cũng xuất hiện diện rộng nhưng không cực đoan như năm 2020. Theo thống kê, 70% cơn bão và áp thấp nhiệt đới khả năng xuất hiện trên giải hội tụ nhiệt đới. Hiện một giải hội tụ nhiệt đới vắt qua khu vực Trung Bộ và đây là cái nôi sinh ra bão. Trong những năm có La Nina, mùa bão thường diễn biến cực đoan và đây cũng là yếu tố khiến bão vào Biển Đông dồn dập. Chuyên gia cũng cho biết vào tháng 10, ngoài bão ở Biển Đông thì phía Bắc còn có sự hoạt động của không khí lạnh. Đây là tổ hợp hình thế thời tiết rất bất lợi. Bão vào kèm theo không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, các đợt mưa lớn ở miền Trung sẽ dồn dập và kéo dài.